Bảo Điền Bất Sản mến chào quý cô chú chị khách hàng ha. Dạo gần đây Điền cũng ít có lên clip cho cô chú chị mình xem. Thì tại vì cái đợt này thì thực sự ra tìm một cái mảnh đất mà giá cả nó hợp lý để đưa lên đó, thì thực sự là cái thời điểm này nó đang bị khan hiếm dần anh chị ha. Nên là Điền cũng ít có những cái video để mà đăng lên cho cô chú chị mình xem ha. Nay thì Điền có một cái sản phẩm ha, gia chủ gửi bán, nói chung là giá cũng rất cực kỳ hợp lý luôn anh chị. Nên là Điền mới quay để review để giới thiệu tới cô chú chị mình ha. Thì Điền thì chuyên bán những cái sản phẩm ở dưới huyện Xuyên Mộc ha. Đó, nếu mà cô chú chị nào mà có nhu cầu mua hoặc bán bất động sản dưới này đó thì liên hệ em Điền nha. Số điện thoại em Điền có để trên màn hình đó anh chị ha. Đó. Thì hôm nay Điền đang có mặt ở đây là ở xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị ha. Thì cái chỗ này thì em Điền đang đứng đây chính xác là ở ngay trung tâm xã Hòa Hội luôn anh chị. Nay gia chủ gửi em Điền bán một cái mảnh đất vườn mini ha, nguyên một vườn trái cây ăn trái luôn. Mà ra trung tâm xã Hòa Hội cũng răng gần này ha, ra ngoài đầu đường kia thì dường như là buôn bán kinh doanh đầy đủ rồi đó. Với tài chính khoảng là 1,2 tỷ thôi đó. Nằm khu dân cư đường nhựa này ha, mình có thể kinh doanh mua bán được đó. Rồi anh chị nào mà đang có cái tài chính khoảng tỷ hai, muốn mua an cư lạc nghiệp, kinh doanh mua bán được và đầu tư đó, đầu tư sinh lời đó, thì nhớ đón xem hết video clip này anh chị nha. Rồi bây giờ em Điền sẽ nói sơ ha. Cái chỗ này thì trung tâm xã Hòa Hội này thì dân cư nằm san sát đó chị. Mình ra di chuyển ra đây khoảng là 200 m thôi mình sẽ đụng ngay tỉnh lộ 329 ha. Ngoài đó thì mình có thể thấy đây đối diện ha, trực diện mình chạy thẳng ra là mình gặp ngay ủy ban xã Hòa Hội luôn chị ha. Đó mình có thể thấy luôn á, đứng đây có thể thấy luôn. Đó. Ra đó là ngay ủy ban rồi ha. Đó, còn mình rẽ bên tay phải đó, mình sẽ đi ra được trung tâm thị trấn Phước Bụ cũng như là trung tâm huyện Xuyên Mộc ha. Di chuyển ra khoảng đâu đó là gần 10 cây số anh chị, gần 10 cây số. Và mình xuống biển gần nhất là biển Hồ Tràm anh chị, khoảng là gần 20 cây số anh chị. Gần 20 cây số ha. Còn mình rẽ trái, ra đây mình rẽ trái đó, mình sẽ đi được xã Hòa Hiệp và đi được suối nước nóng Bình Châu ha. Mình di chuyển khoảng Bình Châu mình khoảng cũng xem xem cũng gần 20 cây đó chị ha. Nói chung là tuyến đường thông thương anh chị ha. Cái khu vực Hòa Hội này cái mảng xanh nó còn rất là nhiều, đâm ra mình hưởng được cái khí hậu rất là mát đó nha. Mình nói cái mảng xanh đây là mảng xanh của dân thôi nha, còn về cái rừng của xã Hòa Hội đó thì bên kia tỉnh lộ đó là có nguyên cái rừng rất là bự luôn. Cái rừng đó là rừng tên là rừng Giá Tị anh chị ha. Đó đâm ra là mình hưởng được cái khí hậu rừng ở đó rất là mát luôn ha. Cái chỗ này đúng nghĩa là mình làm nhà vườn nghỉ dưỡng luôn chị ha. Nói chung là giá thì em đi sẽ nói sau ha, xíu em sẽ nói sau đó. Còn cái hướng này mình sẽ đi vào khu dân cư ha, đường thông thương. Tới đây sẽ mình gặp ngã ba ngã tư gì đó, mình rẽ qua những cái con đường song song bên này anh chị ha. Nói chung là đường thông thương vào khu dân cư đó. Và hay cái sản phẩm mà em đi muốn giới thiệu đó thì không phải là một lô ha. Sẽ có hai lô cho cô chú chị mình lựa chọn ha. Nếu như mà cô chú chị nào mà có cái tài chính nó được được tí đó thì mình có thể là mua cái mặt tiền đường ngoài này ha. Còn mà mình tài chính mình có thể là bị hạn hẹp á, khoảng 800 mấy triệu đó, thì mình có thể là mua cái mặt tiền đường trong này anh chị ha. Đó thì Điền sẽ cung cấp những cái thông tin cơ bản trước và Điền sẽ báo giá luôn anh chị ha. Bất động sản mình thì gia chủ mình sẽ cắt ra nha. Đi nói trước luôn là mình mua thì gia chủ mình sẽ cắt ra nha. Hiện tại là trên sổ mình là có sẵn 300 thổ cư rồi. Nói chung là về cái pháp lý, vấn đề pháp lý đó thì em Điền cũng kiểm tra và chắc hết toàn bộ đó chị ha, về quy hoạch và cái mà để mà có đủ điều kiện để tách hay không đó thì em Điền đã kiểm tra đầy đủ rồi ha. Không vấn đề gì anh chị. Hiện tại là đang sổ mới hoàn toàn. Đó. Thì cái diện tích nha là có là tích mặt tiền đường này đó là hai mặt tiền nha, lô gốc hai mặt tiền ha. Từ đây qua qua bên
khoảng thôi nha, mình khoảng thôi tại vì mình chưa tách sổ đó, mình khoảng thôi. Qua tới đây là 10 mét ha. Đó. Thì sâu vào trong là 32. Đó. Nói chung là diện tích thì khoảng khoảng là 320 mét vuông anh chị. Có sẵn là 80 thổ cư. Đó. Thì nó chính xác thì chưa có ha, tại vì chưa có sổ riêng, đâm là mình điền chưa nói cái chính xác diện tích được. Đó. Thì chắc chắn là gia chủ mình sẽ cắt là 10 mét mặt tiền và hậu mình 10 mét luôn vuông vức, chắc chắn là điều đó là chắc chắn rồi. Đó. Còn cái diện tích chính xác thì mình chưa nói ha. Đó. Là tổng là 320 mét vuông ha, 10 sau 32. Có sẵn là 80 thổ cư gấp hai mặt tiền. Đó thì có đang có hướng là hướng đông bắc các chị ha, đang có hướng đông bắc. Đó. Và anh Điền sẽ được báo giá cái lô này luôn ha. Lô mình á đang cần bán là 1 tỷ 2 ha. Tất nhiên là giá này sẽ có thương lượng nhưng mà không thương lượng nhiều anh chị ha. Giá này là giá cần bán các chị nha. Đó. Nói chung là cái bán kính tiện ích thì nói chung là nằm khoảng loanh quanh khoảng 500 mét đổ lại là đầy đủ rồi chị. À, về trường học các cấp này, về công viên này, về chợ đò này, về trạm y tế, về ủy ban này kia đó, nói chung là đầy đủ đó. Đó, cái lô này sẽ là 1 tỷ 2 vậy ha. À, còn cái lô sau nếu mà cô chú gì nào mà đang có cái tài chính dài hạn hẹp đó, muốn mua ở khu vực này đó thì mình có thể mua lô phía sau ha. Cái diện tích nó cũng tương tự cái lô lô ngoài này ha. Đó. Tương tự, nói chung là diện tích cũng khoảng là 320 đó. Tương tự. Nhưng mà vô cái mặt tiền đường trong này nó sẽ rẻ hơn chị ha. Đó. Thì trong này á lô trong này gia chủ mình sẽ bán là 850 ha. Sẽ có tương lượng. Nếu mà cô chú vậy mình có thể là mua luôn hai lô thì nó, gia chủ mình sẽ đưa cái giá hợp lý hơn ha. Đó. Đây. Thì nói chung là từ ngoài đường vô là ba sâu vô 32 mét là cái lô ngoài rồi ha. Đó còn sau lưng của cái bất động sản mà ngoài mặt tiền ngoài đó thì khoảng 10 mét còn lại phía sau đây. Nói chung là lô nào cũng hai mặt tiền hết, à mà không phải là hai cái lô ngoài hai mặt tiền thôi, chính xác là lô ngoài là hai mặt tiền nhưng mà cái đặc biệt lô này là chỉ có là một mặt tiền rưỡi thôi chị. Tại vì khúc này thì vô tới khúc chút chút xíu đây thôi là nó cong qua đây rồi ha. Đường nó cong qua đây rồi. Thì đây anh chị, ranh của cái lô mình lô mặt tiền sau là 10 mét này, thẳng vô cũng là 32 mét ha. Đó, ngang qua đây 10 mét. Trong đất mình thì nguyên một vườn trái cây ăn trái anh chị, nói chung là lộn xộn hết anh chị ha. Trái cây thì cũng đang choi choai thôi, cũng chưa có bự lắm anh chị. Như cái lô sau này này thì có sambuche này, mít này, xoài đó, nhãn. Thì nói chung là những cái cây trái cây ăn trái lộn xộn tùm lum ha. Còn đường này sẽ thông anh chị nhé. Đường này là thông anh chị, đường này thông qua đường song song với lại mặt tiền chính ở ngoài bất động sản mình ha. Nói chung là đường thông thương, đường này ô tô đi thoải mái anh chị ha. Né nhau thì né nhau chưa được đâu. Đường này ô tô mình đi thoải mái và né xe máy thôi chị ha. Đường này rộng đâu để em đi đo thử. Đường này rộng khoảng chừng 3 mét anh chị ha. Nói chung là ô tô đi thoải mái rồi. Có thể né xe máy được đó. Cái khu vực xã Hòa Hội thì khỏi nói rồi, về cái việc trồng trọt nông sản và làm nông nghiệp đó rất là tốt anh chị ha. Vì cái chất đất ở đây thì anh chị có thể thấy nè, đất đỏ này, đất đỏ Ba Giang ha. Đó, rất là màu mỡ, rất là tốt luôn anh chị ha. Cây ăn trái này kia được gọi là được nói là phải trồng trọt này rất kia rất là tốt luôn. Cái này thì ở đây cây me này thuộc của cái lô ngoài của mình ha. Nói chung là ở sau thì cái lô sau có vườn cây ăn trái và cái lô trước cũng có vườn cây ăn trái ha. Cây như cây chôm chôm này, cây mẫn cầu này, cây ổi này, ổi bên này ha, cây mận này, vân vân. Nói chung là rất là nhiều trái ha, nhiều nhiều cây ha, nói chung là lộn xộn. Đó. Sổ sách thì cô chú chị mình thiện chí mình sẽ đặt cọc ha. Thì trong quá trình đặt cọc đó gia chủ mình sẽ tách ra cho mình anh chị, tách ra sổ mới hoàn toàn luôn anh chị ha. Thì cái thời gian mất khoảng là 2 tháng đổ lại thôi, 2 tháng đổ lại là mình có thể là ra công chứng ngay được rồi. Về pháp lý thì không vướng bất cứ thứ gì anh chị ha. Sổ mới hiện tại là đã sổ sổ tổng là sổ đã cấp đổi mới rồi anh chị ha.
đâm ra là bây giờ chỉ có việc là mua là tách thôi chị à. Đủ điều kiện tách anh chị nhé à, thổ cư có sẵn là 300 và tách mỗi lô là có 80 thổ cư, đủ điều kiện tách ha. Còn mình muốn lên thêm thì mình theo nhu cầu của mình thôi, mình có thể lên thêm đó. Khu vực này thì phủ hầm toàn bộ anh chị ha à, với cái giá 1 tỷ 2 cái lô ngoài này và lô trong là 800 rưỡi à, thật sự là giá rất là hợp lý luôn. Giá này cô chú chị được có thể là mua à, đầu tư thinh sinh lời được ha, và có thể là à, làm nhà vườn nghỉ dưỡng an cư lạc nghiệp đó à, à, 10 mét này thì với cái diện tích này thì xây à, biệt thự rất là đẹp luôn vậy đó à, với cái diện tích này thì chuẩn xây biệt thự luôn vậy ha đó. Đường xá này à, khu vực này thì tất nhiên là sử dụng là điện điện và nước máy là có hết rồi, khỏi phải nói ra ha, nước sạch luôn vậy à, nước máy luôn anh chị ha à, đèn đường là có hết anh chị nha, đèn đường à, nói chung là đèn đường dân sinh thôi à, không phải là đèn đường cao áp ha anh chị à. Ở ngoài thì ở ngoài đường tỉnh lộ đó thì để điện ba pha có rồi đó. À, từ Sài Gòn mà cô chú gì di chuyển về đây thì mất khoảng đâu đó là 2 tiếng đồng hồ mình cao tốc tốc ha à, tương lai cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu mới làm xong nữa thì mình di chuyển khoảng là 1 tiếng rưỡi thôi đó à, cái giao thông nói chung là giao thông thuận tiện ha. À, mình đi về nhanh thì kinh tế nó sẽ cái tiềm năng nó sẽ phát triển lên anh chị ha. À, rồi cô chú nào mà quan tâm bất động sản này liên hệ với số điện thoại 0788668834 nha. À, thì chí nữa mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng thêm anh chị ha. À, rồi Điền cũng xin cảm ơn cô chú gì đã quan tâm theo dõi kênh của mình ha. À, cô chú gì nhớ nhấn đăng ký kênh em à, để ủng hộ em và để được xem những video clip mới nhất của Điền ha. À, xin chào và hẹn gặp lại cô chú chị mình ha.